Mời các bạn cùng ngắm cặp chó Mông Cọc Bản, chó vàng, cặp sẹo và sôi. Ngày hôm nay thì cho sôi sang bên trại để chơi với sẹo rồi quay cho mọi người ngắm cái cặp Mông Cọc Bản sắp lấy giống lại. Cặp này thì lần trước nó lấy giống một lần rồi nhưng mà nó không được thuận lợi. Sắp đến một cái đợt lấy giống lại thì vẫn là ghép đực này với cái này. Thì mời mọi người cùng ngắm cận cảnh cặp chó bản về xuôi Mông Cọc ở Hà Nội. Đó, xôi và sẹo. Sẹo thì là một con đực rất là to con. Sẹo, cái cân của sẹo bây giờ nó khoảng tầm 25-26 cân gì đấy. Còn xôi thì con cái ở cái thể trạng vừa phải thôi, có thể là hơi nhỏ một chút so với những cái con cái ở khác ở trại nhà mình. Xôi thì là chó còn non, chó tơ. Mọi người có ai thích Mông Cọc màu vàng không? Có ai thích chó màu vàng không? Xôi và sẹo thì đều là cọc tịt, đều là cọc tịt. Thì buổi hôm nay quay video cái cặp đôi này để cho mọi người xem và cho mọi người ngắm kỹ con chó đực, con sẹo ở một cái góc quay siêu gần. Mọi người ai mà thích sẹo ấy, thích lấy giống của sẹo thì trại có nhận phối giống ngoài. Mọi người ai thích lấy giống sẹo thì liên hệ với trại qua số điện thoại 0901008234. Một con chó đực không những là đẹp trai, cao to đẹp trai mà nó còn cực kỳ là khéo và cái đực tính của nó là cực kỳ tốt. Nó rất là kiên trì khi mà nó thấy mùi. Đó, mọi người có thể thấy từ đầu đến cuối luôn. Một cái buổi chơi, buổi chiều chơi là khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, nó từ đầu đến cuối nó đều như vậy. Nó bám riết con cái. Mọi người ai mà thích lấy giống cái con đực sẹo này, con cọc vàng sẹo này tại Hà Nội thì mọi người liên hệ với này trại mình nhá. Số điện thoại mình đã nói ở đầu video, hoặc là mọi người có thể bình luận ở dưới video này. Mọi người cùng ngắm cận cảnh cặp chó bản về xuôi.
xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.